Xin kính chào quý Phật tử và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Hát Tán Dương Kính Mừng Vu Lan và Phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Kính thưa quý vị, tháng 7 mùa Vu Lan đã về trên khắp mọi miền đất nước. Đây là nhân duyên quý báu để mỗi chúng ta bày tỏ tâm tri ân, hiếu hạnh và báo đáp ân nghĩa sâu dày của cha mẹ, ông bà, tổ tiên. Hòa vào niềm xúc cảm của tháng tri ân, thực hiện theo thông bạch Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2568 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chùa Ba Vàng long trọng tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu vào ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, tức ngày 11 tháng 8 năm 2024 sắp tới. Bên cạnh đó, nhà chùa cũng sẽ kết hợp tổ chức lễ phát tâm Bồ Đề trong ngày lễ Vu Lan để quý Phật tử được phát đại tâm, đại nguyện, thực hành công hạnh Bồ Đề hướng tới thành tựu quả vị vô thượng chính đẳng chính giác cao quý. Hướng về đại lễ Vu Lan Báo Hiếu và phát Bồ Đề tâm nguyện, các Phật tử đã phát nguyện cùng nhau dâng những lời ca tiếng hát kính mừng đại lễ Vu Lan và tán dương tâm Bồ Đề. Sự tán thán này sẽ phát sinh phúc báu an lạc đến cho chính các Phật tử như lời Đức Phật dạy. Công đức tán dương này, quý vị có thể hồi hướng cho các thiện cầu sớm thành tựu, tâm tri ân và hiếu hạnh được vun bồi, Bồ Đề tâm thêm kiên cố và thuận duyên tu tập phận sự trong công hạnh Bồ Đề cầu đạo vô thượng. Hôm nay là ngày đầu tiên trong chương trình, xin mời quý Phật tử và nhân dân cùng hát theo 3 ca khúc. 1. Lời hứa với cha mẹ nhân mùa Vu Lan. 2. Nỗi lòng cha mẹ. Và 3. Ta là ai? Và bây giờ, chương trình xin phép được bắt đầu! Truyền thuyết con rồng cháu tiên kể rằng mẹ Âu Cơ lấy cha Lạc Long Quân, sinh bọc trăm trứng, nở ra trăm người con, 50 xuống biển, 50 lên non. Tuy vậy, tất cả đều là anh em một nhà, cho nên đã sinh ra cùng giống, cùng nòi, cùng trong đất nước là người đồng thân. Cội nguồn đã thế, Việt Nam ngày nay cũng vậy. Tất cả người dân đều là con của một mẹ, đó chính là người mẹ ba miền. Hôm nay ngày hội Vu Lan, Phật từ ba miền hướng về, cha mẹ khắp Bắc Trung Nam dâng lời nguyện cầu cho cha mẹ bình an. Nguyện cầu cho đất nước an lành, khắp năm châu muôn loài chúng sanh sớm an lạc vui trong chánh pháp. Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện, cùng chung tay tinh tấn sẽ chia. Nguyện
nguyện cầu cho đất nước an lành, khắp năm châu muôn loài chúng sanh sớm an lành vui trong chánh pháp. Con nguyện hứa làm nhiều việc thiện, cùng chung tay tinh tấn sẽ chia. Ngày hôm nay ngày hội Vu Lan, nguyện ba miền khắp Bắc Trung Nam cha mẹ được bình an hoan hỷ, phần tử chúng con hứa ăn nhẫn sẻ chia. Mong cha mẹ ba miền được bình an hoan hỷ, phần tử chúng con hứa ăn nhẫn sẻ chia. Phần tử chúng con con
con khôn lớn trưởng thành. Con ơi, với mẹ cha con là tất cả. Góc phố khuya đêm đã lên đèn, vội vã bước chân cha mẹ kiếm tìm, kiếm tìm hạnh phúc cho con. Hè sang nóng rát đôi bàn chân, cho dù tấm thân mỏi mòn bệnh tật, cho dù gió đông rét buốt đôi vai gầy, cha mẹ vẫn ở đây dãi dầu mưa nắng. Vì con là khúc ruột của mẹ cha, dù con tội lỗi hay sai lầm, dù con có bị đời hắt hủi, cha mẹ phiền lòng nhưng chẳng bỏ con đâu. Giác ngộ và vô lượng tử bi là muôn đời chẳng buồn.
mới chính là ta, cũng là tâm Bồ Đề. Chỉ có an trú nơi tâm Bồ Đề mới đích thực là ta. Từ khi sinh ra ta mãi đi tìm ta, cuộc đời trải qua bao vất vả. Ta cần chi, ta được gì, và ta là ai? Ta là ai tuổi thơ mãi đi tìm? Ta là tuổi thanh xuân, lão niên hay cái chết, đâu mới thật là ta? Vâng, xin đại chúng hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để tùy và tán thán các tiết mục tán dương vô cùng ý nghĩa. Chắc chắn rằng những bài hát đặc biệt vừa rồi sẽ mang đến hạnh phúc, an lành và lợi ích cho tất cả những ai tán thán, tùy hỷ và hát ca. Mong rằng các Phật tử sẽ luôn khắc ghi công ơn của Đấng Sinh Thành, biết yêu thương, chăm sóc và nương tựa Tam Bảo, chăm chỉ làm các việc phúc thiện hồi hướng cho cha mẹ, ông bà, tiên tổ. Và nguyện mong chính pháp của Phật sẽ trụ lâu dài ở thế gian, các quý Phật tử sẽ được tăng trưởng niềm tin chân thật, kiên cố đối với tâm Bồ Đề cao quý, để đầy đủ nhân duyên, dũng mãnh phát Bồ Đề tâm vào lễ phát Bồ Đề tâm nguyện tới đây. Và quý vị thân mến, để tương tục và tăng trưởng công đức, kính mời quý Phật tử nhân dân tiếp tục tham dự chương trình vào lúc 20:30 ngày 6 tháng 7 năm Giáp Thìn, tức ngày 9 tháng 8 năm 2024, theo video được phát trên các kênh YouTube Chùa Ba Vàng, Fanpage Câu lạc bộ Cúc Vàng Tập Tu Lục Hòa. Và đặc biệt, vào ngày 8 tháng 7 năm Giáp Thìn, kính mời quý Phật tử và các bạn về Chùa Ba Vàng tham dự lễ Vu Lan Báo Hiếu và lễ phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!